tất cả mọi người, và mình là Võ Lập Phúc, thủ lĩnh sinh viên, ủy viên ban thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay Phúc sẽ giới thiệu với mọi người về tài năng. Ủa mà khoan. Mình có tài năng hả ta? Là gì vậy? Tôi đã luôn tự hoài nghi về tài năng. Tôi sống trong một sự dao động về bản ngã và sống trong một xã hội mưu cầu những tài năng của mỗi con người. Đến tài năng, người ta nghĩ ngay đến những bài nhảy trên nền nhạc sôi động, những phân cảnh biểu diễn như thế võ cầu kỳ, một người nghệ sĩ dương cầm, một người nghệ sĩ piano, hoặc có lẽ phổ biến nhất là những người ca sĩ với giọng hát trong trẻo. Số đông của những quan niệm phổ quát của riêng họ, và nó hình thành một kiểu nếp gấp tư duy trong ý niệm của xã hội. Nhưng nếu cho rằng một người phải hội tụ tất cả các yếu tố trên mới được xem là tài năng, thì có lẽ chúng ta đang bị lẫn lộn giữa hai yếu tố: tài năng và năng khiếu. Và nếu như các bạn đang thắc mắc, thì đây là cách một thí sinh vòng chung kết thủ lĩnh sinh viên thành phố Bắc định nghĩa về tài năng thủ lĩnh. Người thủ lĩnh sinh viên, tôi có thể không phải là người có tài năng học thuật xuất sắc nhất, nhưng tôi xác định bản thân mình phải là người có đủ tài năng để tập hợp những con người xuất sắc nhất trong tập thể, để cùng nhau chúng tôi kiến tạo nên giá trị của sự liên kết học thuật và lan tỏa thương hiệu nơi mà chúng tôi tự hào được giáo dục nên chất lượng, sáng tạo, nhân văn, HCMUE. Tôi, Hoàng Tuấn Đức, sinh viên năm tốt cấp trung ương tiêu biểu năm 2021. Tôi, Bồ Khánh Linh, top 5 tranh luận viên xuất sắc nhất Olympic tiếng Anh châu Á 2022. Tôi, Hà Cổ Long Hồ, á quân cuộc thi Olympic tiếng Anh toàn quốc năm 2021. Tôi, Nguyễn Mai Thanh Nhẹ, giải nhất sinh viên khoa học cấp trường năm 2022. Tôi, Nguyễn Hà Thùy Dương, áo quân cuộc thi tranh biện Speech and Spy 2022. Tôi, thủ lĩnh Võ Lập Phúc, đến từ Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi, Đại sứ Tài năng Học thuật Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, sẵn sàng đồng hành cùng thủ lĩnh sinh viên. Người thủ lĩnh sinh viên, tôi có thể không phải là một người có tài năng nghệ thuật xuất chúng, nhưng tôi tự tin để bản thân mình có thể trở thành một người có đủ tài năng để kết nối và tập hợp những tâm hồn nghệ thuật tài ba của tập thể. Là một thủ lĩnh sinh viên, tôi mong muốn khơi dậy niềm đam mê nghệ thuật trong tập thể sinh viên của mình và đồng hành cùng họ kiến dựng những giá trị của chân, thiện, mỹ, để họ hiểu rằng cống hiến bằng nghệ thuật cũng là một loại hình của sự cống hiến. Chân trên bên khi chiều nắng chưa phai, cảnh xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay, nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi này. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, người xe như nước trên đường vân qua màu, người ra thăm bên câu chàng nói xôn xao, phố xa đinh thang đón chân tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Tôi, thủ lĩnh Võ Lập Phúc, đến từ Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi